mình có bao giờ gặp con bro ôm nào lên cái chinh phục chơi nha. Đây là con bro ôm đầu tiên trong lịch sử liên minh luôn, cầm cái chinh phục. Có hàng trăm cái bro ôm lên cái nhiệt độ chết người rồi. Tôi lên chinh phục. Lên chinh phục thì nó tiện hơn, tiện nhiều chỗ. Cho câu cho bản ngọc coi nè. Lên tăng. They say I don't know. Quá bá đạo luôn. Châu mà mạnh nữa, đánh đầu với chết gà. Chịu nổi luôn. Thằng này trận hồi nãy á, trận hồi nãy nó quá vậy đó. Trận hồi nãy bạn thấy không? Phải lên cái này nè. Lên vậy nè. Còn tem nó khác á, là tôi mẹ tôi đéo lên cái này đâu. Tôi lên cái giáp thiên thần. Hết cái giáp thiên thần rồi tôi lên cái gì đó. Vẫn là cái món tăng nhưng mà là cái gì đó. Một là cái giáp này, hai là cái giáp này. Mất cái giáp thiên thần rồi lên một trong hai cái giáp này. Rồi cảm ơn mọi người xem video nha. Hiểu một cái thôi, anh em tự thử đi. Anh em biết mà. Rồi cảm ơn mọi người xem video nha. Bố đời vãi chưởng.